Mình sinh ra ở Hà Nội. 13 tuổi thì mình sang Đức sống và học tập tại một thành phố nhỏ. Không khí khá là yên bình nhưng cũng khá là ảm đạm. Thú vui duy nhất thời đó của mình thì là sau giờ học tập, tụ tập cùng đám bạn chơi trượt ván. Từ đó thì mình cũng có những tiếp xúc đầu tiên với cái văn hóa đường phố. Bài hát đầu tiên mà mình nghe theo thể loại nhạc rap là bài Without Me của Eminem. Sau đó thì mình cũng thường đi cùng với nhiều bạn bè người Đức nên là cũng dần chuyển sang nghe nhạc Đức là chủ yếu. Cũng từ thích thú thành đam mê thì mình cũng muốn thử tự viết những câu chuyện riêng của mình. Cái điều mà khiến mình thích thú nhất với cả cái dòng nhạc này ấy là cái sự gần gũi cũng như những cái ngôn từ rất là dân dã và một chút gì đó ngông cuồng của tuổi trẻ. Mình tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này một phần là do mình đơn giản yêu nó và một phần là do mình là một người với khá nhiều là tâm sự. Và rap nó là một cách để mình giải phóng những suy nghĩ của mình, cũng như là cách để mình kể những câu chuyện riêng của mình, những câu chuyện mà mình thích hay đơn giản là để tâm sự những nỗi niềm. Đầu thì cũng gặp khá nhiều khó khăn mà khi nghĩ lại thì cũng có nhiều cái rất là vui. Như là lúc đầu đến những cái đơn giản như là cách giữ nhịp như thế nào mình cũng không biết và cũng không có ai chỉ cho cả. Sau một thời gian mày mò thì mình cũng thu được một bài hát bằng cái headset. Khi post lên mạng thì phần lớn là chửi cho gần chết. Cũng may là lúc đấy cũng có những người bạn động viên, khích lệ và mình đã tiếp tục theo đuổi. Thì sau một thời gian cái feedback nó quay trở lại cũng được êm tai và dễ chịu hơn nhiều. Cái vấp ngã lớn nhất với mình tính đến giờ thì là chính là khi mình vừa mới tốt nghiệp xong phổ thông, ngây ngô bước chân vào đời, tính ra ở riêng và đi học kỹ sư âm thanh để thực hiện ước mơ của mình. Thì đấy là cái lần đầu tiên mà mình thực sự phải đối mặt với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền. Còn chưa hết bỡ ngỡ thì mình lại được tin là mẹ mình bị nani, nên là mình phải đành bỏ học mà về nhìn mặt mẹ một lần cuối. Vậy nên là lúc đấy mình quyết định dừng việc học và đi làm để ít nhất là không giúp được gì nhiều cho gia đình thì cũng bớt đi một cái gánh nặng. Nghề ngỗng lúc đấy mình cũng không có cái gì, cũng chỉ làm được những cái chỗ như là phụ bếp hoặc là đi bồi ở quán ăn nhanh, nên là tiền không kiếm được nhiều. Đùng một cái thì mình lại được cô bạn gái bỏ. Một cái đứa bạn thân của mình mà nơi mình ở lúc đấy thì vì một cái đứa con gái nó mới quen mấy tuần bảo mình đi chợ khác ở. Dù nó biết khi đấy là mình không có cái chỗ nào để mà đi cả. Đấy, những cái ngày tháng mà lang thang chán trường nhất, có lẽ là cái năm đen đủi nhất, đen tối nhất của đời mình. Và nếu ai theo dõi nhạc mình thì có lẽ cũng hiểu những cái mình vừa mới nói, bởi vì mình truyền tải những cái đấy rất nhiều trong những cái bài hát của mình. Bởi vì cái nhạc mình thì mình cảm thấy là quan trọng nhất là cái sự thật trong từng câu hát. Thì cái tên DSK gốc của nó có nghĩa là những đứa con của mặt trời, nhưng mà nó bằng tiếng Đức, có nghĩa là Die Sonnen Kinder. Sau khi mình bắt đầu viết bằng tiếng Việt thì mình muốn cho mọi người dễ hiểu hơn thì mình đổi thành The Sun Kid. Thì nó là tiếng Anh nên là do cái sự trùng hợp nó cũng vẫn đúng nghĩa luôn. Và dừng lại vòng nhạc que diêm lấy tối đựng lại giải trí. Với mình, rap vừa là niềm đam mê, vừa là nguồn cảm hứng. Một khi nó đã đam mê thì nó là cả đời. Nó không phải là một giai đoạn hay là sự thích thú nhất thời. Còn gọi rap là nguồn cảm hứng thì nó rất đúng ở cái trường hợp mình là người nghe nhạc, mình là thính giả. Mình có thể tự hào mà nói sau 10 năm làm nhạc thì mình vẫn là một rap fan thực thụ. Nhìn
cơ mặt anh đi, em sẽ thấy nhiều đỏ đen. Có lẽ cái tôi nhỏ nên muốn đốt hết tất cả cho bỏ cơn ghen. Đốt cần lên, đốt thuốc lên, đốt thời gian, đốt nhà đi và ra đi. Đốt Gucci, Armani, quá khứ, trẻ hồi cuối. Thì tại củ hồng dần dần nguội. Cái gì nó đến, nó đến, nó đi cũng cần đuổi. Còn được 1 triệu, mình đi rồi, đứng rồi, ngã rồi. Đôi lúc để cảnh đẹp chi phối và dừng lại. Con nghe từng que diêm lấy túi đựng lại. Dành cho những ngày đồng tới, những ngày lạnh em không tới. Mây dường như là không trôi, anh thì nâu nổi. Vì chỉ còn được kết thúc với chân trời chẳng rõ hướng. Nhìn chung những ngày không em lạnh buốt xương. Đốt hết đi, sẽ ấm đôi bàn tay. Dù không phải là trực tiếp, nhưng mà rap đã giúp mình khá nhiều trong những vấn đề cá nhân. Dù là những cái lời nhạc khiến mình thay đổi nhận thức, hay là những giai điệu dễ chịu đưa mình đi trên những con đường về nhà. Cái ước mơ của mình là cái cộng đồng rap Việt Nam sẽ trở thành một cái cộng đồng thực sự.